Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Máy tính của mình. Và trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để lấy lại toàn bộ những ứng dụng đã xóa trên thiết bị điện thoại Android áp dụng cho Gmail mà các bạn đã đăng nhập. Thì hiện tại cửa hàng CH Play như là Google Play đã cập nhật lại giao diện. Do đó thì một số bạn thao tác theo video lần trước của mình thì không tìm thấy các ứng dụng đã gỡ trên thiết bị điện thoại Android của các bạn. Thì do vậy thì trong video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách mới nhất 2021 để các bạn có thể thao tác tìm lại toàn bộ những ứng dụng mà các bạn đã gỡ trên thiết bị Android của các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn hãy cùng làm theo mình như sau. Thì đầu tiên thì các bạn hãy vào CH Play cho mình. Các bạn mở ứng dụng CH Play và các bạn nhìn phần đầu bên phải của màn hình phía dưới pin và cột sóng thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng logo Gmail. Các bạn click vào giúp mình. Thì đây là cái Gmail của mình mới tạo và mình sẽ vào trong phần ứng dụng và trò chơi của tôi. Thì hiện tại nó sẽ hiện ra các tab, thì ở tab bản cập nhật nó sẽ hiện ra toàn bộ các ứng dụng mà các bạn có thể cập nhật. Hiện tại thì các ứng dụng mà có phiên bản cập nhật mới thì các bạn có thể vào đây để cập nhật nhé. Và ở phía bên tiếp theo có phần tab cài đặt, thì là tất cả những ứng dụng mà các bạn đã cài đặt thì nó sẽ hiển thị ở đây, bao gồm cả đã cập nhật và chưa cập nhật. Tiếp tục đến tab thư viện là cái tab mà chúng ta cần quan tâm. Nó sẽ hiển thị toàn bộ những ứng dụng mà các bạn đã gỡ khỏi thiết bị cũng như là gỡ khỏi cái tài khoản Gmail của các bạn. Các bạn nên nhớ cái này áp dụng cho các bạn khi các bạn đăng nhập cái Gmail này vào một cái thiết bị điện thoại mới thì nó vẫn hiện ra toàn bộ những, nó như là một cái lịch sử của một cái trình duyệt web chẳng hạn như thế. Nó sẽ hiện thị toàn bộ những ứng dụng mà các bạn đã gỡ thì nó sẽ hiện thị lại ở đây. Ví dụ như mình đã sử dụng những, mình đã cài đặt những ứng dụng là Mưu Vật Thời Đại này, Mobile Legend này, Huyền Thoại Hải Tặc này, Gunny Mobile này, Soland Đấu La Đại Lục này, Phàm Nhân Mobile và Cửu Âm Chân Kinh. Tất cả những ứng dụng này thì trước đây mình đã từng cài đặt và mình đã gỡ bỏ, thì bây giờ nó lại hiện lại trong phần thư viện như cái phần lịch sử mà mình có thể vào để mình tìm và cài đặt lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử demo luôn cho các bạn thấy. Mình sẽ cài đặt một ứng dụng. Ví dụ như là mình search một cái ứng dụng mới đi, ví dụ như một cái game Chiến Thần Kỷ Nguyên này. Ok, mình sẽ cài một cái game khá là nhẹ, chỉ có 8 MB thôi, để mình demo lại cho các bạn xem. Mình không PR gì cái tựa game này, mà mình chỉ cài, mình làm một cái video hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tìm lại những ứng dụng đã xóa. Các bạn chờ một chút để cho cái ứng dụng nó bắt đầu tải về và cài đặt trên thiết bị của các bạn. Thì nó tốc độ nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào cái đường truyền tốc độ mạng các bạn, và khi cài đặt thì nó phụ thuộc vào cái cấu hình điện thoại các bạn. Thì ở đây thì mình đang sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A20 các bạn nhé. Ok, như các bạn thấy thì mình đã cài đặt thành công cái game, tựa game Chiến Thần Kỷ Nguyên. Thì mình sẽ vào trong cái phần cài đặt, các file cài đặt thì mình sẽ tìm thấy cái ứng dụng, cái game Chiến Thần Kỷ Nguyên bên ngoài màn hình. Thì bây giờ mình sẽ vào phần CH Play cho các bạn xem. Sẽ thoát hẳn ra, vào lại. Tiếp tục bấm vào cái phần logo, vào ứng dụng và trò chơi của tôi này. Xong đó vào phần thư viện thì các bạn thấy là nó vẫn chưa hiện ra cái ứng dụng Chiến Thần Kỷ Nguyên ở trên thiết bị, bởi vì nó chỉ hiển thị những cái ứng dụng mà các bạn đã gỡ rồi thì nó mới hiển thị ở đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ cái tựa game Chiến Thần Kỷ Nguyên đi nhá. Mình sẽ gỡ bỏ cái tựa game này đi.
Như các bạn có thể thấy thì cái tựa game Chiến thần Kỷ Nguyên mình đã gỡ hoàn toàn khỏi thiết bị của mình. Và bây giờ mình sẽ vào lại phần CS Play này, vào lại phần ứng dụng và trò chơi của tôi, phần thư viện. Thì như các bạn đã thấy thì cái ứng dụng Chiến thần Kỷ Nguyên nó đã hiển thị ngay ở trên đầu các ứng dụng trong cái phần list thư viện. Thì các bạn có thể vào trong phần thư viện để cài đặt lại tất cả những cái ứng dụng mà các bạn đã từng cài trên máy của các bạn. Ok, thì bây giờ trong ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để tìm lại toàn bộ những ứng dụng đã gỡ trên thiết bị điện thoại Android các bạn. Cách này là cách mới nhất năm 2021 và hy vọng rằng cái video này sẽ có ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình có ích thì hãy like và subscribe kênh của mình để kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.